chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành ở huyện Tiên Lữ. Quan tâm trùng tu cải tạo đền thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ. Gặp gỡ những thanh niên xung phong tham gia đường Trường Sơn huyền thoại. Nhiều hộ làng nghề Minh Khai còn chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy. Công an tỉnh tập trung xử lý các vụ vi phạm về môi trường. Kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2024. Chiều qua, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên cao tuổi Đảng tại huyện Tiên Lữ. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đoàn Đức Vực, 94 tuổi, sinh hoạt tại chi bộ thôn Nghĩa Chế, Đảng bộ xã Dị Chế, hiện ở với con cháu tại số 6 đường Trần Nhật Duật, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Toản trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Khanh, 95 tuổi, sinh hoạt tại chi bộ thôn Thụy Dương, Đảng bộ xã Thụy Lôi. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các đảng viên và gia đình vinh dự được nhận huy hiệu Đảng vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Đồng chí chúc các cụ trường thọ, sống vui vẻ bên con cháu, tiếp tục phát huy trí tuệ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Đảng, là tấm gương cho con cháu học tập và noi theo. Đền thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được xây dựng và khánh thành năm 2005 tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến. Hiện nay đang được các cấp huyện Khoái Châu cùng chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp mở rộng khuôn viên đền. Các hạng mục được tu bổ như đền thờ chính, nhà thủ từ, nhà khách cầu đá, cải tạo toàn bộ lại khuôn viên lan can tường rào với diện tích trên 5.000 m². Kinh phí được đầu tư là gần 15 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách cấp tỉnh là 10 tỷ đồng. Được tu bổ từ tháng 3 năm 2024 đến nay, khối lượng thi công đã đạt trên 60%. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thiện vào cuối tháng 8 năm 2024, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch đề ra. Hiện huyện và xã đang tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Đáng chú ý, hơn 70 hộ dân có đất thổ cư đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường vào đền. Các hạng mục được trùng tu đảm bảo vẫn giữ nguyên được nét văn hóa đặc trưng của công trình. Tập trung về nguồn lực, nhân lực cũng như vật lực để tiến hành thi công công trình đạt tiến độ theo đúng như cái tiến độ đề ra và đảm bảo về cái kiến trúc theo cái lối đình chùa ở nhà thờ có đình Việt. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng, em Nguyễn Hà Phương lớp 9A là một trong những em học sinh tiêu biểu của trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Kim Động. Hà Phương không chỉ có thành tích đáng nể trong học tập mà còn lan tỏa tình yêu các môn học xã hội đến với bạn bè trong trường, trong lớp. Ngay từ nhỏ, Hà Phương đã dành tình yêu cho các địa danh, những dấu mốc lịch sử và bộ môn xã hội như địa lý, lịch sử, văn học. Em dành thời gian để tìm hiểu, trao đổi kiến thức thực tế từ sách báo Internet và lắng nghe sự truyền đạt giảng dạy của các thầy cô giáo trên lớp. Cùng với đó là vận dụng các phương pháp học tập sáng tạo như sơ đồ tư duy, áp dụng kiến thức liên môn khoa học xã hội để ghi nhớ kiến thức. Sự nỗ lực của Hà Phương đã mang lại trái ngọt khi 9 năm liền em luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay, em đã đạt giải nhất môn địa lý. Bản thân em cũng rất là yêu thích những môn bên khối xã hội để có thể tìm hiểu thêm về những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta, về địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội, các vùng miền địa phương. Từ đó thì em có thể thêm yêu và hiểu thêm về đất nước, con người và quê hương mình. Em cũng rất vinh dự khi là một trong 83 đại biểu nhí được đi đến Lăng Bác để báo công với Bác. Và từ đấy thì em cũng cố gắng quyết tâm hơn đối với môn học của mình. Không những có thành tích học tập tốt, Hà Phương còn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường thông qua các câu lạc bộ học tập ngoại khóa và giúp đỡ các bạn có học lực kém tiến bộ hơn. Đây cũng là môi trường học tập
mà trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn mang đến cho các em học sinh với sự thân thiện và kết hợp hài hòa giữa học tập và vui chơi. Ngoài Hà Phương, năm học này, nhà trường có 40 em học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, là đơn vị dẫn đầu của huyện Kim Động về thành tích đào tạo mũi nhọn. Bên cạnh việc học tập để đạt kết quả tốt thì em vẫn luôn tích cực tham gia học tập theo 5 điều Bác Hồ dạy, tham gia các hoạt động của trường, của lớp, của đoàn, của đội, giúp chúng ta là năng động và giúp mọi người là gắn kết với nhau hơn. Vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một số huyện tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024. Dự buổi lễ tại thị xã Mỹ Hào có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, Hòa thượng Thích Thanh Hiện, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Hưng Yên. Diễn văn và thông điệp Phật đản 2024, Phật lịch 2568 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua tại đại lễ đã khẳng định sự đồng hành của Phật giáo trong tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước, tích cực tham gia các phong trào do chính quyền Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể phát động. Thông điệp kêu gọi các tín đồ Phật tử thực hành những lời dạy của Đức Phật, tịnh hóa tâm thức, phát huy tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, chung sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Hoạt động của Phật giáo mang giá trị nhân văn sâu sắc vì hòa bình của nhân loại. Đại lễ Phật đản cũng tiến hành các nghi thức tụng niệm, kính mừng Phật đản, tắm Phật, thả bóng bay, thả chim bồ câu với mong muốn cầu nguyện cho đất nước thái bình, muôn dân an lạc, Phật sự viên thành. Tại đại lễ Phật đản, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tặng xe đạp và nhiều phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi và tặng quà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động và cuộc vận động Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai vận động quản lý Quỹ vì người nghèo, huy động nguồn lực để hỗ trợ giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Những năm qua, Đảng ủy xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ đã triển khai huy động các nguồn lực bằng nhiều hình thức, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm nòng cốt để xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu, vận động quỹ cho từng cơ sở, làm sao để đảm bảo các ban ngành đoàn thể có liên quan hoạt động đồng bộ có hiệu quả, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch chính xác về đối tượng và quy trình thủ tục. Quỹ vì người nghèo thì hàng năm theo căn cứ vào cái kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Lữ, chúng tôi cũng xây dựng nghị quyết chỉ đạo đối với cả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cương Chính, vận động tuyên truyền đối với người dân cùng với cả cán bộ công chức tại ủy ban xã. Quỹ năm nào cũng hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu so với cái kế hoạch đã đề ra. Chúng tôi sẽ quan tâm đến người nghèo. Đặc biệt ngày Tết thì chúng tôi tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy ủy ban thì để trích cái số tiền đi ra để ủng hộ cho người nghèo, chi cho hai cái hộ nghèo xây nhà, mỗi một hộ có số tiền là 3 triệu đồng. Như năm 2023 vừa rồi thì chúng tôi trích ra là bằng số tiền bằng 6 triệu đồng để hỗ trợ cho 20 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với vai trò nòng cốt trong ban vận động quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đình Cao, huyện Phù Cử đã phân công trách nhiệm cho từng thành viên đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Cùng với đó, phối hợp với các đoàn thể đến từng nhà, rà soát cụ thể từng đối tượng nhằm đảm bảo nguồn quỹ được phân bổ hợp lý và đúng thành phần. Ban vận động quỹ vì người nghèo cũng đã tham mưu cho Đảng ủy thăm hỏi tặng quà các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, và cũng có hỗ trợ các hộ nghèo xây nhà và sửa nhà, thăm hỏi tặng quà nhân dịp ngày đại đoàn kết toàn dân, và mong muốn các hộ nghèo phần nào ổn định cuộc sống và đảm bảo về vật chất cũng như là tinh thần. Hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, tham mưu cấp ủy, ban vận động quỹ đổi mới phương thức vận động theo mục tiêu yêu cầu của cơ quan doanh nghiệp nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội xây dựng quỹ vì người nghèo. Từ năm 2019 đến năm 2023, quỹ vì người nghèo các cấp tiếp nhận trên 200 tỷ đồng, gấp 4 lần so với nhiệm kỳ trước. Trong phong trào vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau thì chúng tôi tập trung vào ba cái việc mà chúng tôi cũng coi đó là cái điểm nhấn, là tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội của tỉnh, nắm thông tin về nhu cầu cần hỗ trợ của hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tập trung vào vận động
xây dựng quỹ vì người nghèo để có thêm nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước chăm lo cho hộ nghèo. Từ nguồn quỹ vì người nghèo, hàng năm Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham mưu tổ chức thăm hỏi tặng quà 100% hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết, người nghèo chữa bệnh, hộ gặp rủi ro đột xuất. Những hoạt động thiết thực đó đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền các cấp chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Sáng nay, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, ngày 19 tháng 5 năm 1959, ngày 19 tháng 5 năm 2024, ra mắt tập thơ văn của người lính Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với tinh thần tất cả vì tiền tuyến, quyết tâm đánh địch mà đi, mở đường mà tiến, các chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn, cựu thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, công nhân giao thông đã bền bỉ cùng nhau vừa chiến đấu, vừa mở đường đảm bảo thông suốt tuyến đường huyết mạch từ Bắc vào Nam. Qua đó, nối liền ba nước Đông Dương phục vụ chiến trường miền Nam. Trong không khí của những ngày lịch sử này, các chiến sĩ, các cựu thanh niên xung phong tề tựu về đây cùng nhau ôn lại những năm tháng khó khăn gian khổ, cả những hy sinh trong thời kỳ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Ở trong quá trình làm đường, nó rất vất vả, nó rất là khổ ải, gian nan, chủ yếu là bằng cuốc, bằng chẻng, mà cuốc chẻng cũng lấy đâu ra nhiều, vần đá cũng không có xe, mà cuốc đất cũng chỉ có là cuốc tay thôi, ăn cũng còn chả có, uống cũng không, để nước suối là chủ yếu. Đang làm đường, nhưng máy bay địch nó đến oanh tạc, có đồng chí hy sinh tại chỗ. Cử các đồng chí có chuyên môn đào chôn mìn đục phá để cho mở đánh sạt núi quả cây cối xuống, sau đó là cứ hai đồng chí một cào phần đất, thế còn vớ phải những cái chỗ mà gặp khó khăn là lèn đá, một đồng chí giữ tròn, một đồng chí quay búa tạ đấy, tức là búa quả búa 10 cân đấy, để đánh cho nó vỡ dần ra, xong mới đầu mới san đi được. Mặc dù khó khăn gian khổ vất vả, thế nhưng mà tất cả mọi người vẫn hoàn thành trong cái nhiệm vụ của bản thân mình đối với Tổ quốc. Trải qua 16 năm, từ năm 1959 đến năm 1975, với sự tham gia trực tiếp của hơn 72.000 chiến sĩ, thanh niên xung phong cả nước, trong đó có gần 4.000 người con Hưng Yên, con đường mòn theo dải Trường Sơn không ngừng được mở rộng và nối dài lên tới hàng nghìn km, trở thành tuyến đường huyết mạch có vai trò đặc biệt quan trọng, phục vụ vận chuyển hơn triệu tấn lương thực, vũ khí, đạn dược và hơn 2 triệu lượt người chi viện cho chiến dịch, và được mệnh danh là con đường 559 huyền thoại, góp phần đặc biệt quan trọng vào thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trường Sơn là một chiến công chói lọi của dân tộc ta, là con đường của ý chí, quyết thắng, nghị lực phi thường, của lòng dũng cảm, mang đầy khí phách anh hùng và tinh thần đoàn kết của khu vực ba nước Đông Dương, xứng đáng mang tên Đường Hồ Chí Minh vĩ đại. Tại buổi lễ giới thiệu ra mắt tập thơ của người lính mang tựa đề Trường Sơn quê nhãn, với những vần thơ mộc mạc chân thật nhưng chứa đựng cảm xúc thực của người lính khi ra chiến trường chiến đấu cũng như khi trở về cuộc sống đời thường tại quê hương. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 2 vụ cháy, cho thấy nguy cơ cháy nổ ở khu vực làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm luôn ở mức cao. Dù được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện thường xuyên đến kiểm tra, tuyên truyền hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa, nhưng cháy vẫn cứ xảy ra. Khi biết được nguyên nhân thì hầu hết đã muộn. Vụ cháy xưởng sản xuất của gia đình ông Nguyễn Đình Bồ đầu tháng 4 vừa qua là một minh chứng. Dù gia đình ông đã trang bị đầy đủ hệ thống phòng báo cháy trong khu sản xuất, nhưng điều không ngờ đến là nguồn cháy lại phát ra từ máy bơm nước sinh hoạt. Nhắc con là bố trí từ cầu giao rồi công tác kiểm tra, nhưng mà đây thực sự xảy ra thì là một sự vô tình, không ai nghĩ một cái chuyện rất nhỏ như vậy mà nó lại xảy ra, là từ cái giếng bơm nước sinh hoạt mà nó bô ve thôi. Làng nghề Minh Khai hiện có gần 500 hộ trực tiếp sản xuất, nhưng được chia thành 2 khu. Khu mở rộng gồm 313 hộ sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng quản lý khai thác. Đơn vị này đã xây dựng hệ thống chữa cháy cùng một bể chứa 400 mét khối hệ thống máy bơm và 32 họng nước phục vụ việc chữa cháy ban đầu. Còn lại
143 hộ do Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp quản lý, nhưng dường như hệ thống cơ sở hạ tầng phòng cháy cũng như công tác quản lý đang bị bỏ ngỏ. Là cái họng nước này thì nó rất là quan trọng, giúp ích được rất nhiều trong những lúc tình huống ban đầu khi đội phòng cháy chưa về kịp, có thể xử lý được bớt thiệt hại cho gia đình. Hiện nay ở đây thì các cái họng nước là có, thế nhưng không có nước. Dân tự khoan giếng và bình bọt, các anh công an phòng cháy chữa cháy là cũng đã tư vấn và mua, thế nhưng chưa đáp ứng được, nó chỉ là cái sơ cứu ban đầu thôi. Mong muốn làm sao được các cấp chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa về công tác phòng cháy chữa cháy. Công tác phòng chống cháy nổ phải luôn được đặt lên hàng đầu, phải luôn song trùng với sản xuất, bởi khi xảy ra cháy nổ thì hậu quả là rất khôn lường. Không chỉ đầu tư hệ thống ngăn ngừa báo chữa cháy tự động, mà còn phải thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra bảo dưỡng và đặc biệt là tập huấn trang bị kiến thức. Trong cụm công nghiệp, tăng cường phối hợp kiểm tra nồng ghép về việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cái công tác chấp hành theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Đối với làng nghề Minh Khai 1, công an huyện Văn Lâm cũng đã có những cái văn bản tham mưu sớm là sửa chữa cũng như là khắc phục bảo dưỡng duy trì cái hệ thống cấp nước chữa cháy để đảm bảo trong cái công tác thường trực. Thực tế cho thấy cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào với vô vàn các nguyên nhân. Vì thế cùng với việc nâng cao ý thức phòng ngừa, cần trang bị hệ thống chữa cháy đầy đủ, đồng bộ, hạ tầng thuận lợi cho việc chữa cháy, nhất là những khu tập trung như làng nghề Minh Khai. Trong ngày hôm qua, ngày 17 tháng 5 năm 2024, các đơn vị chức năng gồm công an và quản lý thị trường đã phát hiện xử lý 3 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên kiểm tra hành chính kho chứa hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Tâm Trường An tại thôn Tam Đô, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, phát hiện nhiều sản phẩm vỏ can, nước giặt, nước xả vải không rõ nguồn gốc. Đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hơn 4.000 can nhựa chủng loại từ 1 đến 10 lít. Mục đích của công ty nhằm san chiết nước giặt, đóng chai để bán ra thị trường. Tiếp đó, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính đồng loạt 3 địa điểm sản xuất kinh doanh, kho lưu trữ hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hiếu Vi trên địa bàn các xã Đào Dương, Xuân Trúc, huyện Ân Thi và xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Phát hiện nhiều sản phẩm nước giặt, nước xả vải nhãn hiệu của nước ngoài nghi là hàng giả. Đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa này và khai nhận tự sản xuất để bán ra thị trường nhằm mục đích kiếm lời. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Thị Tấn về tội gây ô nhiễm môi trường quy định tại khoản 2, điều 235 Bộ luật hình sự. Được biết, ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại khu đất thuộc dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm kim loại màu và nhựa của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh Gia, địa chỉ thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, công an huyện Văn Lâm phối hợp lực lượng chức năng phát hiện 2 ô tô và 2 máy xúc có hành vi đổ chất dạng bột màu xám từ trên thùng xe xuống khu đất dự án. Ban đầu xác nhận trên 200 tấn bột được lấy từ công ty cổ phần Giang Hưng, Hưng Yên, địa chỉ thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, do bà Tấn hợp đồng thuê đổ và san xuống khu dự án khác. Thưa quý vị và các bạn, vào trưa nay ngày 18 tháng 5, tại khu vực ao đình Bồng Châu, thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tiếp tục xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong. Đó là em Phan Bình Mờ, sinh năm 2013, học sinh lớp 5A trường tiểu học và trung học cơ sở Hùng Cường, và em Đào Trường Di, sinh năm 2014, học sinh lớp 4B trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Cường. Trước đó, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5, tại khu vực Hồ Đền Thờ Liệt Sĩ thuộc tổ dân phố An Tháp, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, người dân phát hiện cháu Nguyễn Anh Tê, 9 tuổi, học sinh lớp 3 trường tiểu học Nhân Hòa, bị đuối nước. Đây là vụ đuối nước thứ 2 xảy ra liên tiếp trên địa bàn phường Nhân Hòa trong vòng 20 ngày qua. Hiện nay là thời điểm đầu hè, các bậc phụ huynh cần quản lý con em chặt chẽ hơn khi các cháu được nghỉ học, tránh để xảy ra những tai nạn thương tâm. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.